Hi, xin chào tất cả anh em, mình là Irene từ Coi 68 TV. Trong video ngày hôm nay thì mình sẽ chia sẻ cho anh em một kèo airdrop hidden gem trong mảng Layer 2 Gaming cực kỳ đáng chú ý, đó chính là Asian Age. Asian Age thì mới đây đã ra mắt chuỗi sự kiện là Asian Age Odyssey để người dùng có thể tham gia và trải nghiệm những tựa game trong hệ sinh thái của Asian Age thông qua hình thức là Play to Airdrop. Sự kiện này thì cũng đã được chính chủ Asian Age thông báo ở trên Twitter xác nhận là sẽ có airdrop cho người dùng trong tương lai. Đặc biệt là mình thấy kèo này sẽ không tốn quá nhiều chi phí nên là anh em hoàn toàn có thể cày và farm số lượng lớn anh em nhé. Ok, không để anh em chờ đợi lâu hơn nữa, hãy cùng Irene tìm hiểu xem cách thức thực hiện kèo này như thế nào và chi phí ra làm sao nhé. Và như thường lệ, nếu như anh em thích video này thì đừng quên like, share cũng như là subscribe Coi 68 TV và ấn vào nút chuông nho nhỏ ở phía bên dưới để ủng hộ những video mới nhất của tụi mình nhé. Ok, trước khi mình hướng dẫn anh em cách cày airdrop của Asian Age thì mình sẽ đi lại tổng quan về dự án Asian Age cho anh em nhé. Asian Age Chain thì là một blockchain layer 2 dành cho các cái hoạt động gaming, được xây dựng trên cơ sở là bộ công cụ OP Stack của Optimism và lớp data của Celestia, với mục tiêu là tạo ra một blockchain có chi phí giao dịch thấp và độ xử lý nhanh và cải thiện các cái trải nghiệm chơi game của người dùng. Asian Age Mainnet Leaderboard thì là một hệ thống xếp hạng những hoạt động của người dùng tham gia và hoạt động của Asian Age Odyssey. Người dùng thì sẽ hoàn thành các cái nhiệm vụ của Asian Age Chain để đủ điều kiện tham gia vào Asian Age Airdrop. Leaderboard thì sẽ cập nhật điểm và thành tựu mới nhất của người dùng tham gia liên tục, mang đến cho anh em cái trải nghiệm trực quan nhất về cái chiến dịch này. Tất cả mọi người khi mà tham gia đua hạng ở trên leaderboard của A8 thì sẽ được có cơ hội nhận được Asian Age Airdrop ở bên cạnh những cái phần thưởng độc quyền khác. Một lưu ý nhỏ của Irene ở đây dành cho anh em là anh em sẽ cần phải có một chút Ethereum ở trong ví Asian Age Chain để có thể trả phí gas khi mà tham gia vào cái nhiệm vụ của leaderboard. Trước khi mà tham gia cái airdrop thì anh em có thể bridge Ethereum ở trên các cái mạng EVM sang Asian Age Chain thông qua cầu nối là Relay Bridge với mức phí gas khá là rẻ thôi. Mình nhớ đâu đó là chỉ khoảng 0.0005 USD, tức là sau dấu phẩy là 4 chữ số 0 ấy, tức là gần như là miễn phí anh em nhé. Rồi tiếp theo thì mình sẽ phân tích một số những yếu tố tiềm năng để anh em có thể săn airdrop của A8. Theo mình thì có một số lý do chính để anh em có thể tham gia dành thời gian chơi game cũng như là săn airdrop ở trên A8 như sau. Thứ nhất thì A8 được đầu tư bởi rất là nhiều các quỹ lớn như là Dragonfly Capital, Pantera, Coinbase Venture v.v. với tổng số tiền đầu tư là 10 triệu đô và mức định giá khá là tốt. Tiềm lực tài chính của Layer 2 này sẽ là yếu tố để cho A8 có thể airdrop khủng cho người dùng ở trong thời gian sắp tới. Thứ hai thì Asian Age đã công bố sẽ airdrop cho người dùng tham gia trải nghiệm vào hệ sinh thái của họ ngay ở phần thông báo ra mắt phase 3 Play to Airdrop của mình. Đây thì sẽ là phase cuối cùng để anh em có thể tham gia, vì các phase 1 và phase 2 trước đây á thì đã airdrop rồi, cho nên là anh em hãy nhanh chóng tham gia ngay để không bỏ lỡ kèo airdrop này nhá. Dự án đã confirm là có airdrop rồi thì tội gì mà chúng ta không cày, đúng không anh em? Thứ ba là khi anh em tham gia vào leaderboard sớm á, thì sẽ là một lợi thế bởi vì anh em sẽ có thể cày rep nhiều hơn. Còn càng về sau khi mà số lượng người dùng tăng lên á, thì các nhiệm vụ của A8 có thể sẽ khó hơn để tránh việc là người dùng cheating, gian đận hay là CBU chẳng hạn. Cho nên là anh em hãy tận dụng thời gian này để có thể cày sớm. Mình nghĩ là thời gian snapshot của leaderboard sẽ khá là sớm, cho nên là anh em sẽ cần phải nhanh tay để tránh bỏ lỡ cơ hội này nhá. Tiếp theo thì chúng ta hãy cùng tìm hiểu về cơ chế Play to Airdrop của A8. Nếu như anh em tham gia cày càng nhiều nhiệm vụ thì sẽ càng nhận được nhiều phần thưởng. Phần thưởng ở đây thì sẽ được tính dựa trên điểm là point. Không chỉ phần thưởng mà anh em khi tham gia còn có thể nhận được những phần thưởng hay là những vật phẩm NFT ở trong game về các dự án như là Master Duel này, Pirate Class này, On-Chain Class, Nakame, Space Tree v.v. Mỗi cái dạng nhiệm vụ này sẽ có một cái cách tính điểm thưởng khác nhau. Vì vậy cho nên là anh em sẽ cần phải tìm cho mình một cái chiến lược phù hợp với các dạng nhiệm vụ. Ví dụ như là với điểm thưởng một lần thì anh em chỉ cần làm một lần và có thể nhận điểm ngay. Còn với những cái nhiệm vụ tích lũy điểm thì anh em sẽ có thể nhận được điểm nhiều lần khi mà tham gia nhiều lượt nhiệm vụ. Hoặc là với nhiệm vụ hàng ngày thì anh em nhớ là nên check in mỗi ngày để kiếm điểm thưởng. Một cái nhiệm vụ nữa mà mình muốn lưu ý ở đây cho anh em là không phải tất cả các nhiệm vụ sẽ được mở cùng một lúc. Và thời gian snapshot của leaderboard sẽ là ngẫu nhiên, cho nên là anh em hãy theo dõi tài khoản X của Asian Age để có thể cập nhật những thông tin mới nhất và chính xác nhất nhé. Ok, bây giờ thì mình sẽ hướng dẫn anh em chi tiết về các cách săn airdrop của Asian Age, các bước, các cách thức tham gia. Đồng thời thì mình cũng sẽ sắp xếp cái thứ tự ưu tiên để anh em có thể tham gia cày airdrop một cách tốt hơn và hiệu quả hơn nhé.
đầu tiên thì anh em truy cập vào đường link sau mình sẽ để ở trên màn hình, và anh em nhớ là kết nối với ví MetaMask hoặc là các ví EVM của anh em. Ở đây á, thì mình khuyên anh em là nên dùng ví ActionX hoặc là ví MetaMask để có thể tối ưu cái trải nghiệm của anh em. Link đăng nhập và mã giới thiệu thì mình sẽ để ở bên dưới phần mô tả và bình luận cho anh em. Lưu ý ở đây là anh em mời càng nhiều bạn tham gia ActionX Mainnet Leaderboard này thì anh em sẽ nhận được càng nhiều điểm. Và nếu anh em mời bạn bè của mình thì anh em có thể nhận được 12% điểm. Và nếu như bạn bè của anh em mời thêm những người khác nữa thì anh em sẽ có thể nhận được 8% số điểm của người dùng mà bạn bè anh em mời được anh em nhé. Rồi sau khi anh em đăng nhập thành công thì anh em sẽ có thể tham gia một số các cái task social cơ bản như là kết nối với email này, Telegram, Discord và tài khoản X của anh em vào sự kiện ActionX này. Sau khi đã hoàn thành các cái công đoạn kết nối này thì anh em có thể bắt đầu tham gia vào các nhiệm vụ chính của dự án rồi. Mình sẽ hướng dẫn theo thứ tự các nhiệm vụ mà mình đánh giá là tiềm năng nhất và có cơ hội nhận được nhiều airdrop nhất cho anh em nhé. Rồi, đầu tiên là nhiệm vụ Harry the Bennet. Harry the Bennet thì là một meme coin đầu tiên được xây dựng ở trên ActionX với phong cách là những chú mèo pháp sư trên nền đồ họa pixel. Anh em thì có thể theo dõi thêm tại đường link này, mình sẽ để ở trên màn hình hoặc là phía bên dưới cho anh em. NFT của Harry the Bennet thì có supply là 10.000 NFT chú mèo pháp sư. Để hoàn thành các cái nhiệm vụ này thì anh em sẽ cần giao dịch NFT để nhận 3 cái cột mốc volume giao dịch khác nhau. Mình sẽ để cái bảng volume ở trên này cho anh em. Để tham gia giao dịch NFT này thì anh em sẽ cần thực hiện các bước. Bước 1 thì anh em truy cập vào Dojo và đăng nhập ví đã kết nối với Space3 của anh em. Mình sẽ để đường link kết nối này cho anh em ở phía bên dưới luôn nhé. Bước thứ 2 là anh em truy cập vào Explore và chọn NFT Harry the Bennet và nhấn vào thanh điều hướng để tìm cái NFT này. Rồi sau đấy anh em bắt đầu giao dịch. Bước 3 là anh em chọn những cái NFT mà anh em yêu thích để có thể mua NFT. Rồi sau đấy anh em có thể lựa chọn mua ngay lập tức với giá đang treo hiện tại hoặc là đặt một cái mức giá mà anh em muốn. Ví dụ ở đây mình có thể đặt là 0.015E chẳng hạn. Với như anh em đã có sẵn một NFT Harry the Bennet ở trong ví rồi thì anh em có thể đăng bán NFT này ở trên Dojo Marketplace. Nếu như bán thành công thì số tiền bán NFT cũng có thể được tính vào volume giao dịch của anh em. Đây là một trong những task cày volume của ActionX. Mình đoán là sẽ có khả năng anh em trade volume càng cao thì có thể nhận được airdrop càng nhiều. Và fee hiện tại của A8 cũng khá là thấp cho nên là anh em có thể cân đối tùy theo tài chính của bản thân anh em nhé. Bật mí cho anh em là hiện tại thì mình cũng đang hold khá nhiều NFT này và mình sẽ tiếp tục mua thêm nếu như giá giảm, còn nếu như giá tăng lên thì mình có thể bán chốt lời để có thể tăng volume giao dịch của mình. Thứ hai là nhiệm vụ Pirate Class. Pirate Class là một trò chơi được lấy cảm hứng từ tựa game Pirate King đình đám một thời. Mình cũng đã làm một video hướng dẫn chơi game này rồi. Anh em có thể xem lại ở đâu đấy trên góc màn hình hoặc là bên mình sẽ để đường link bên dưới phần mô tả. Trọng tâm của game này thì là xoay quanh với việc là anh em phải quay cái vòng quay này để lấy các cái lượt tấn công hay là lấy vàng hoặc là lấy cái shield tức là cái lá chắn. Sau đấy thì anh em sẽ đi tấn công người khác hoặc là nâng cấp hòn đảo của mình. Khi mà chơi game này thì anh em sẽ cần phải kết nối với tài khoản X và trải nghiệm ở trên nền tảng của mạng xã hội này, tức là cái game nó sẽ ở ngay trên ở cái phía góc bên phải màn hình cái mạng xã hội X của anh em. Đây là tựa game giúp cho anh em có thể cấy point nhanh nhất ở trong A8 Leaderboard với rất là nhiều những cái nhiệm vụ hấp dẫn. Tiếp theo là các nhiệm vụ tương tác với trên ActionX. Về các nhiệm vụ tương tác với trên ActionX thì chúng ta sẽ có Bridge này, Swap, Spin, Space3. Bước 1 là anh em hãy Bridge qua ActionX trên. Anh em có thể sử dụng cầu Relay và kết nối ví để thực hiện việc chuyển Ethereum qua A8. Anh em nên Bridge từ cầu OP hoặc là Arbitrum nha anh em, với số tiền tối thiểu là khoảng 60 U cho cái nhiệm vụ đầu tiên để tránh trượt giá khi mà Bridge và nhận về điểm point. Anh em nào có điều kiện hơn thì có thể tham khảo lượng volume dưới đây. Khi mà anh em Bridge càng nhiều thì số point anh em nhận lại cũng sẽ càng được nhiều hơn. Bước thứ hai là anh em hãy thực hiện swap. Anh em hãy lên sàn Baryon và kết nối ví để thực hiện swap lấy volume. Lưu ý là anh em hãy chọn cặp là ETH trên USDC để tránh bị trượt giá. Và mỗi lần giao dịch thì anh em sẽ cần phải trade ít nhất là 10 U trở lên. Mình cũng sẽ để cái bảng volume để anh em có thể tham khảo thêm với cái các mốc mà A8 đưa ra. Rồi bước thứ ba là Spin Gacha. Ở bước này thì anh em hãy lên trang chủ của Space3 và đăng nhập vào ví Web3 của anh em. Sau đó thì anh em truy cập vào phần Gacha ở trong Reward Center.
Sau đó thì anh em nhấn vào một dự án bất kỳ ở trong mục gacha. Ở đó thì sẽ hiện cho anh em những cái nhiệm vụ mà anh em cần hoàn thành. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ rồi thì anh em có thể claim badge và mua vé gacha để mở các cái box. Các cái box này sẽ là ngẫu nhiên và phần thưởng mà anh em nhận lại được có thể là điểm point hoặc là một số những cái vật phẩm NFT chẳng hạn. Tiếp theo là nhiệm vụ on-chain class. On-chain class thì là một trò chơi chiến lược tập trung vào việc tranh giành các cái lãnh thổ giữa các phe. Anh em sẽ phải chiến đấu để mở rộng vùng đất của mình. Người nào có càng nhiều ô thì phần thưởng nhận lại sẽ càng cao. Có 3 nhiệm vụ chính mà anh em cần hoàn thành để nhận point. Đầu tiên là buy sales. Anh em sẽ cần phải truy cập vào onchainclass.io, sau đó kết nối ví mà anh em đã sử dụng. Sau đấy thì chuyển sang H&A chain. Tiếp theo thì nhấn vào play now ở trên màn hình và chọn vào một bản đồ có sẵn để chọn phe của mình và tiến hành mua một sale để hoàn thành nhiệm vụ. Nhiệm vụ thứ hai là anh em sẽ cần phải thu thập đủ số tiền mà anh em nhận được sau mỗi màn chơi. Sau khi hoàn thành các cái màn chơi này thì anh em hãy trở về main menu và chọn match history. Ở đây thì sẽ có nút hiện claim để anh em có thể thu thập số tiền sau khi đã kết thúc bán chơi game trước đó. Sẽ có 3 cấp độ để anh em có thể lấy được point, đó là thu thập ít nhất 2 U tiền thưởng, thu thập ít nhất 10 U tiền thưởng và 50 U tiền thưởng anh em nhé. Còn nhiệm vụ thứ 3 chính là mời ít nhất 5 bạn bè tham gia chơi game này. Anh em có thể sao chép cái link giới thiệu ở phía bên dưới logo MetaMask và gửi cho bạn bè của anh em. Lưu ý là những cái lượt giới thiệu này thì sẽ chỉ được tính khi mà họ tham gia trò chơi và mua ít nhất 1 ô ở trong game anh em nhé. Tiếp theo là game Master Duel. Master Duel thì giống như là một cái nền tảng nhiều trò chơi hơn. Ở đây thì sẽ cung cấp rất là nhiều những cái trò chơi đơn giản và thú vị để anh em có thể tham gia chơi game cũng như là kiếm một số điểm thưởng ở đây. Mỗi trò chơi thì sẽ tốn gold. Ở token này thì được Master Duel dùng để thay cho cái số tiền cược ở trong mỗi ván chơi. Nếu như anh em thắng thì anh em sẽ nhận lại toàn bộ số gold đáo từ người thua. Ngược lại thì anh em sẽ phải mất cái số tiền mà anh em đã đặt cược. Rồi, để tham gia vào nhiệm vụ này thì anh em cũng cần phải truy cập vào đường link của Master Duel, sau đó thì kết nối ví. Hãy nhớ là anh em cần phải sử dụng cái ví mà anh em đã kết nối vào cái leaderboard nha anh em. Bởi vì mỗi trò chơi sẽ tốn gold cho nên là anh em hãy nạp một xíu Ethereum và Master Duel và swap thành gold để có thể trải nghiệm các cái trò chơi. Về cái hướng dẫn nạp gold thì mình sẽ để ở phía bên dưới phần mô tả cho anh em. Một tip nhỏ ở đây là anh em có thể tham gia vào phần earn và quay lucky wheel để có thể nhận gold miễn phí hàng ngày. Về các nhiệm vụ của Master Duel thì thứ nhất chơi ít nhất là 3 game khác nhau ở trên Master Duel. Nhiệm vụ thứ hai là anh em hãy thắng các cái trò chơi này với những cái cột mốc là một trận đầu tiên, 5 trận hoặc là 10 trận thì anh em sẽ nhận được những cái phần điểm point khác nhau. Nhiệm vụ thứ ba là nạp điểm gold bằng ETH. Mình sẽ để cái bảng quy đổi điểm gold và ETH ở trên màn hình cho anh em luôn nhé. Nhiệm vụ thứ tư là anh em có thể mời bạn bè tham gia. Điều kiện để mời bạn bè tham gia thành công là bạn bè của anh em cần nạp ít nhất là 1 đô vào trong các cái game ở Master Duel với những cột mốc là 5 bạn hoặc là 20 bạn thì anh em sẽ có những cái mốc điểm thưởng để cày rank ở trên leaderboard. Tiếp theo là Nakame. Nakame thì là một nền tảng SocialFi tiên phong được thiết kế để khắc phục những cái hạn chế của mô hình game Web3. Hiện tại thì Nakame đang cung cấp một hệ sinh thái rất là đa dạng, những cái nội dung hấp dẫn và thú vị dành cho cả người dùng cũng như là content creator. Hiện tại thì các nhiệm vụ khác đã hết hạn rồi, chỉ còn cái nhiệm vụ là Complete Quest ở đây thôi. Anh em có thể ấn vào mục Tutorial để có thể xem cách thức tham gia và hoàn thành các nhiệm vụ này để nhận điểm nhé. Ok, chuyển qua trò chơi thứ 7 là Private Frenzy. Đây thì là một mini game Play to Airdrop được tạo ở trên Telegram dành cho cộng đồng Private Class. Game này thì khá giống một tựa game đã đình đám trước đó là Catizen. Ở đây thì anh em sẽ chỉ cần là hợp nhất này và thăng cấp những cái chú cá và kiếm về token Pew là token để đổi phần thưởng ở trong thời gian sắp tới. Về các cái nhiệm vụ cũng như là cái tutorial để có thể tham gia thì mình cũng sẽ để ở trên màn hình hoặc là để đường link ở phía bên dưới phần mô tả và bình luận cho anh em nhé. Ok, nhiệm vụ thứ 8 ở trong leaderboard sẽ là những cái nhiệm vụ social engagement và rap song. Nhiệm vụ social thì khá là đơn giản, đấy là hoàn thành những cái task như là like, retweet, những cái announcement của A8 và sau đó nhận về điểm thưởng là point. Còn nhiệm vụ thứ hai là rap song drop cho beat. Anh em sẽ cần tạo một cái video sáng tạo như là một bài rap, hát hoặc là nhảy hoặc đơn giản là những video reaction MV mới nhất của A8 để nhận được 5.000 điểm thưởng point. Đường link tham gia thì mình sẽ để ngay bên dưới cho anh em luôn. Nếu như anh em là những nhà sáng tạo nội dung hoặc đơn giản là anh em chỉ muốn farm thật nhiều điểm thưởng ở trên A8 leaderboard thôi thì đừng bỏ qua những cái task social cực kỳ hấp dẫn này nhá. Ok, vậy là vừa rồi thì mình đã chia sẻ về H&S cũng như là hướng dẫn cho anh em đầy đủ chi tiết cách hướng dẫn tham gia của H&S Airdrop leaderboard rồi. Mình đánh giá đây là một kèo khá là tiềm năng khi mà anh em sẽ chỉ cần phải bỏ ra một chút ít chi phí để có thể
tham gia vào airdrop, nhưng đổi ngược lại thì anh em sẽ phải dành khá thời gian để có thể cày được nhiều task nhất có thể. Và đặc biệt hơn cả là khi tham gia những nhiệm vụ airdrop của A8 thì anh em sẽ không chỉ nhận được airdrop từ A8 mà còn có thể nhận được airdrop từ các cái dự án game launch ở trên layer 2 này. Về cơ bản thì đây sẽ là một kèo mà anh em chỉ cần làm một lần thôi và có thể ăn được rất là nhiều. Đồng thời thì trend GameFi mình thấy là cũng đang có một màn comeback khá là mạnh mẽ trong thời gian gần đây, với một số tựa game như là Pixel này, Bacon hay là Backwood thu hút được số lượng người chơi khá là đông đảo, cho nên là một layer 2 có chuyên môn về mạng gaming như này thì sẽ rất là có nhiều lợi thế để anh em có thể tham gia cày và farm airdrop. Tất cả những cái hướng dẫn và đường link thì mình sẽ để ở phía bên dưới phần mô tả và bình luận cho anh em. Và nếu như anh em có bất kỳ thắc mắc nào cũng như là gặp bất kỳ vấn đề nào khi tham gia farm airdrop hoặc là tương tác với những cái nền tảng của AsianX thì anh em có thể để lại comment ở phía bên dưới phần bình luận. Mình sẽ cố gắng trả lời đầy đủ và chi tiết nhất dành cho anh em. Hoặc là anh em cũng có thể tham gia vào những cái mạng xã hội hoặc là những cái cộng đồng của AsianX để có thể được đội ngũ support của AsianX trả lời sớm nhất và chính xác nhất cho anh em nhé. Chúc em nhận được thật nhiều phần quà và nhận được airdrop cực kỳ lớn của A8 trong thời gian sắp tới. Mình là Irene và hẹn gặp anh em trong những video sau. Bye!